Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Vân Hồ sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 46 ngày 10 tháng 3 năm 2015 và chỉ thị số 01 ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ huyện ủy. Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2018 vào các trưởng đoàn tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2018. Cùng một số tin tức khác đáng chú ý. Ngày 24 tháng 4, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch số 46 ngày mùng 10 tháng 3 năm 2015 của Ban thực vụ huyện ủy về tiếp tục thực hiện kết luận hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và chỉ thị số 01 ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư công và các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Trong 3 năm, huyện đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, 8 cuộc giám sát, tiến hành kiểm tra 7 tổ chức đảng và giám sát 8 tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, việc phòng chống tham nhũng, quy hoạch quản lý sử dụng đất đai. Qua kiểm tra đã phát hiện 7 tổ chức đảng, 8 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Một tổ chức đảng có vi phạm phải chuyển kiểm tra dấu hiệu. Qua giám sát kết luận 8 tổ chức đảng và 2 đảng viên thực hiện tốt nội dung được giám sát tổ chức được 22 cuộc thanh tra về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý tài chính ngân sách, thực hiện chính sách xã hội, quản lý sử dụng đất đai. Trong đó có 16 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng. Tổ chức được 97 lớp tuyên truyền quán triệt pháp luật về phòng chống tham nhũng với 8.790 lượt người tham gia. Từ tháng 8 năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã ra ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng triển khai thực hiện 253 dự án, trong đó có 124 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. 76 dự án đang triển khai thực hiện trong năm 2018 và 50 dự án khởi công mới năm 2018. Các dự án được triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế và dự toán được duyệt, tiến độ cơ bản đảm bảo theo hợp đồng đã ký. Việc giám sát được đảm bảo đúng quy trình, quy định, không gây thất thoát, lãng phí. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Hương ủy đề nghị cấp ủy Đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện đồng bộ và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng trong các cơ quan đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Đối với việc thực hiện chỉ thị 01, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh về áp dụng đấu thầu qua mạng. Quản lý chặt chẽ tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên môn các đơn vị thuộc phạm vi ủy ban nhân dân huyện quản lý trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nhằm đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật Ngày 24 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2018. Dự tại điểm cầu huyện Văn Hồ có đồng chí Nguyễn Duy Lương, Phó Bí thư huyện ủy, lãnh đạo Ban tuyên giáo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện các chi đảng bộ cơ sở và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện. Tại nghị các đại biểu đã được thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2018. Một số nội dung về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm trong nước và trong tỉnh thời gian qua. Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật và nghị quyết mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Nội dung cốt lõi của hiệp định đối tác và toàn diện xuyên Thái Bình Dương. Những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam trong thực hiện hiệp định này. Trong tháng 5, ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị bên cạnh những nội dung cơ bản đã được triển khai tại hội nghị, các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Pháp và tham cấp nhà nước Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giải pháp thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí quan liêu theo tinh thần hội nghị Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới căn bản của công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2018. Tập trung ôn luyện giúp các em học sinh hệ thống hóa và củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2018 diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt kết quả cao nhất. Ngày 23 tháng 4, Ban tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động huyện Vân Hồ lần thứ nhất năm 2018 đã tổ chức họp các đội trưởng đoàn tham gia hội diễn. Đồng chí Trần Đức Khoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, trưởng ban tổ chức hội diễn, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đoàn đã thông qua quyết định thành lập ban tổ chức ban giám khảo, quy chế, quy định chấm điểm, thống nhất cách chấm điểm cho từng nội dung thi, kết quả kiểm soát hồ sơ đăng ký tham dự hội diễn, chương trình hội diễn, đây là năm đầu tiên huyện Vân Hồ tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động, thu hút gần 500 diễn viên đến từ 19 đội là cán bộ, công nhân viên chức lao động đang công tác tại các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Theo đó, các đội thi sẽ trải qua hai phần thi: ca múa nhạc và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền. Thông qua hội diễn nhằm phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng những hạt nhân phong trào, tăng cường mối quan hệ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn từng bước đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công nhân viên chức lao động ở mỗi cấp công đoàn. Ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác và học tập, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ 14, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập huyện Vân Hồ thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018, ngày 24 tháng 4, đoàn kiểm tra liên ngành công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành kiểm tra một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn xã Vân Hồ. Tại các cơ sở kinh doanh, đoàn đã tiến hành kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, nhãn mát, nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản lưu mẫu thực phẩm. Kết quả, tại các cơ sở được kiểm tra đã đảm bảo đúng quy trình an toàn thực phẩm. Song bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ sở vi phạm trong việc sử dụng dầu chiên rán nhiều lần, chưa hoàn thiện bếp ăn theo quy tắc một chiều. Đoàn đã nhắc nhở, đồng thời yêu cầu các cơ sở cần khắc phục kịp thời. Trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn toàn huyện nhằm hạn chế thấp nhất những vụ việc liên quan đến mất an toàn thực phẩm, nhất là khi thời tiết nắng nóng đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2018, ngày 20 tháng 4, Công an xã Triềng Khoa đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ thể thao giữa lực lượng Công an cấp xã năm 2018. Tham gia giao lưu có lực lượng Công an các xã Vân Hồ, Triềng Khoa, Song Khủa, Mường Men, Tô Múa, Công an huyện Vân Hồ và Công an hai xã Phiêng Luông, Hua Păng của huyện Mộc Châu. Theo đó, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tham gia giao lưu bóng truyền. Với thể thức thi đấu vòng loại, các đội đã cống hiến cho khán giả những pha bóng gay cấn và đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Cũng nằm trong chương trình, các đội đã tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ với 15 tiết mục đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đảng, bác hồ kính yêu và ca ngợi truyền thống ngành công an. Chương trình giao lưu không chỉ mang đến một không khí vui tươi sôi nổi, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Đây cũng là dịp để lực lượng công an các xã và địa bàn giáp danh giữa hai huyện Vân Hồ Mộc Châu được trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn các xã. Kết thúc chương trình giao lưu, ban tổ chức đã trao giải nhất bóng truyền cho đội thi đến từ công an xã Vân Hồ, giải nhì thuộc về công an huyện Vân Hồ. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào dạy tốt, học tốt ở các khối, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, giao lưu học hỏi kiến thức trong nhiều bộ môn như toán, tiếng Việt, khoa học, lịch sử, địa lý. Ngày 20 tháng 4, trường tiểu học Tô Múa đã tổ chức buổi ngoại khóa Em yêu tiếng Việt năm học 2017-2018. Tham gia buổi ngoại khóa có 215 em là học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 của nhà trường. Các em tham gia ở ba nội dung thi là thi ghép hình, ghép câu ca dao, thơ về Bác Hồ, thi kiến thức và thi năng khiếu. Theo đó, ở phần thi kiến thức bằng hình thức dung chuông vàng, các thí sinh cùng trả lời các câu hỏi thuộc các lĩnh vực toán, tiếng Việt, khoa học. Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 15 giây. Nếu thí sinh trả lời sai một câu, thì bị loại khỏi cuộc thi. Đa số học sinh đã nắm chắc kiến thức trong chương trình học, trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi được đưa ra. Ở phần thi năng khiếu, các em tham gia thi viết chữ đẹp và giữ vở sạch. Các bài viết đã thể hiện được tính sáng tạo các mẫu chữ, kiểu chữ đúng, đẹp, số vở học sinh dự thi trình bày thẳng hàng, ngay ngắn, dòng cách dòng đúng quy định. Kết thúc buổi ngoại khóa, ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các em học sinh ở mỗi phần thi. Thông qua buổi ngoại khóa không chỉ giúp các em được củng cố lại những kiến thức đã học mà còn là cơ hội cho các em rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của bản thân, bổ trợ tốt hơn cho các tiết học chính khóa, đồng thời khơi dậy hứng thú, lòng yêu thích học tập tiếng Việt trong mỗi học sinh. Thưa quý vị và các bạn, Tây Bắc là một trong ba vùng trọng điểm quốc phòng an ninh, do vậy yêu cầu tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cần đi trước một bước. Hiện nay Quốc lộ 6 là tuyến đường bộ độc đạo kết nối từ thủ đô Hà Nội đi các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Tuy nhiên do địa hình chia cắt, núi non hiểm trở, tốc độ lưu thông thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của vùng. Chính vì vậy, ngày 1 tháng 9 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 1313 về việc bổ sung tuyến đường cao tốc Hòa Bình Sơn La vào quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là sự quan tâm đặc biệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng và cả vùng Tây Bắc nói chung. Theo quy hoạch tuyến đường cao tốc Hòa Bình Sơn La có tổng chiều dài khoảng 189 km, điểm đầu kết nối với dự án Hòa Bình 4 thuộc xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và điểm cuối tuyến dự kiến kết nối với đường Lê Đức Thọ, phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Dự án sẽ được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 triển khai đầu tư trước năm 2020 thi công đoạn tuyến Hòa Bình Mộc Châu qua địa phận các huyện Vân Hồ, Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, điểm cuối kết nối với quốc lộ 43 tại bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu với tổng chiều dài khoảng 85,4 km, dự kiến triển khai đầu tư sau năm 2020 đi song hành với quốc lộ 6 hiện tại, chiều dài khoảng 104,1 km. Thuộc giai đoạn 1 của dự án với tổng chiều dài 33 km. Huyện Vân Hồ xác định việc triển khai tuyến đường cao tốc Hòa Bình Sơn La sẽ là một bước tiến dài cho các tỉnh Tây Bắc, trong đó có huyện Vân Hồ trong việc phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, hoàn thiện mạng lưới đường bộ khu vực, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư. Theo đó, đoạn tuyến Hòa Bình Mộc Châu sẽ đi qua 3 địa phận của xã Vân Hồ gồm Quang Minh 8,4 km, Mường Men 8,4 km và Triềng Khoa 16,2 km và 15 bản. Để đảm bảo tốt các điều kiện chuẩn bị cho nhà đầu tư thực hiện dự án, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chủ động phối hợp cùng nhà đầu tư, đơn vị tư vấn tổ chức hướng tuyến, kiểm đếm sơ bộ hiện trạng mặt bằng, tổ chức tuyên truyền thông báo tới nhân dân trong khu vực, dự kiến có tuyến đường đi qua về chủ trương và ý nghĩa chiến lược cũng như lợi ích mà đường cao tốc mang lại. Là một trong những địa phương của huyện Vân Hồ có hướng tuyến đi qua với tổng chiều dài của tuyến dự kiến là 16,2 km qua 9 trên 13 bản của xã. Trong thời gian qua, xã Triền Khoa đã chủ động tuyên truyền tới người dân chủ trương đường lối, cách thực hiện của dự án, giúp người dân nắm và hiểu rõ được lợi ích của tuyến đường mang lại. Cùng với đó, xã đã xác định dự án sẽ là một trong những khâu then chốt nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương, hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp giữa địa phương với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đảng ủy Hội đồng dân ủy ban nhân xã cũng đã có chỉ đạo cho các tổ phụ trách các bản đã tổ chức họp lồng ghép các cuộc họp tại các bản để tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng đường cao tốc Hòa Bình Sơn La đặc biệt là Hòa Bình Mộc Châu giai đoạn 1 trong đó có trường khoa là có đường cao tốc đi qua khoảng 16,2 km đây là một cái vấn đề mà được bà con nhân dân trong toàn xã đồng tình ủng hộ và tán thành rất là cao. Đặc biệt là xã Trường Khoa được tỉnh Sơn La và huyện Vân Hồ chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Đây là một cái bước rất là quan trọng để đạt được cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 là một cái vấn đề đặc biệt là vấn đề là giao lưu hàng hóa rồi là nâng cái thu nhập của người đầu người trên năm thì là sẽ nâng được cái thu nhập bình quân từ 35 triệu đồng trên người trên năm đến 40 triệu đồng trên người trên năm hoặc là còn cao hơn nữa sau khi có cái đường cao tốc đi qua địa phần xã nhà Trường Khoa. Có thể khẳng định, một trong những lợi thế của xã Trường Khoa nói riêng, huyện Vân Hồ nói chung khi triển khai dự án này chính là sự đồng thuận nhất trí cao của người dân trong xã chúng tôi cũng đã tuyên truyền bà con và hướng tuyến đi là chắc chắn là sẽ nghe thông tin cũng như là dự kiến theo cái đợt khảo sát thì bà con cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị cái đợt tuyến đường cao tốc cũng là để cho bà con có cái huyết mạch tuyến đường giao thông từ huyện Văn Hồ cũng như là huyện Mộc Châu về Hà Nội có một tuyến đường cao tốc rất là mang hàng hóa đi lại lưu thông cho bà con cho dễ dàng. Tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển từ Hà Nội đi huyện Vân Hồ Mộc Châu và ngược lại xuống còn 2 giờ, đồng thời giảm tải cho tuyến đường Quốc lộ 6, hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, phá thế hẻo lánh, biệt lập của các xã có tuyến đường cao tốc đi qua và phá thế độc đạo của Quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình-Sơn La đặc biệt là với một địa phương mới được thành lập còn nhiều khó khăn kinh tế chủ lực là phát triển nông nghiệp như huyện vân hồ thì tuyến đường cao tốc hòa bình sơn la sẽ là một trong những điều kiện để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của huyện vân hồ nói riêng và tỉnh sơn la nói chung tạo động lực phát triển mới đối với khu du lịch quốc gia mộc châu và khu du lịch quốc gia hồ hòa bình trong tương lai chính vì vậy đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vân hồ quyết tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho dự án hoàn thành và đi vào hoạt động đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của huyện trong thời gian tới, góp phần sớm đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi tình trạng huyện nghèo khó khăn của tỉnh, tạo lập được thế và lực để phát triển nhanh bền vững, vươn lên trở thành huyện có mức độ phát triển kinh tế xã hội đạt mức khá của tỉnh vào năm 2030. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.